tỷ ủ sứ khở, bài 50 tương với bài 15 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ khẩu chỉ nhân khẩu. 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 Mấy người chỉ nhân khẩu. Hãy nghe và nhắc lại. Chỉ khẩu nhân. Chỉ khẩu nhân. Chỉ khẩu nhân. Chỉ khẩu nhân. Có mấy người? Yǒu qǐ kǒu rén. Nhà các bạn có mấy người? Nǐ men jiā yǒu qǐ kǒu rén. Nǐ men jiā yǒu qǐ kǒu rén.